Du khách người Anh từ bỏ quê nhà đến Việt Nam để trả lời câu hỏi vì sao đồ ăn ở Việt Nam ngon nhưng lại không có người béo phì. Xin chào các tình yêu đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Chúc các bạn có những phút giây xem video thật vui vẻ và thư giãn nhé. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta được mệnh danh là quốc gia có nền ẩm thực cực kỳ đa dạng, đến mức mà suy nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi cũng là một thử thách không hề nhỏ với tất cả mọi người. Vì chỉ riêng bún đã có 1.001 loại bún, rồi cơm cũng có 7749 món cơm. Nghĩ hoài thì cuối cùng vẫn phân vân mãi chẳng biết ăn gì. Chắc ai cũng từng rơi vào trường hợp như thế rồi đúng không ạ? Tuy nhiên rất đông người nước ngoài vẫn thường thắc mắc rằng, ôi nhiều món ăn ngon hoài không hết, mà chẳng hiểu bằng thế lực thần kỳ nào, người Việt trông ai cũng mì nhon, vóc dáng gọn gàng và tỷ lệ béo phì rất thấp. Lý do là vì sao nhỉ? Có một anh chàng người Anh vì quá tò mò về bí quyết giảm cân của người Việt mà đã dứt bỏ quê nhà, từ bỏ công việc lương cao ở Vương quốc Anh để lặn lội đến Việt Nam tìm câu trả lời. Cuối cùng anh ấy đã tìm ra và đăng tải một video trên YouTube. Anh ấy đã phát hiện điều gì và thực hư tại sao người Việt ăn nhiều mà không béo? Chúng ta cùng nhau làm rõ trong video ngày hôm nay nhé! Cụ thể thì mới đây, một bạn du khách nước Anh tên là Joe, một người rất quan tâm tới vóc dáng của bản thân, đã đăng tải video với tiêu đề "Tôi đã đi du lịch đến quốc gia ít béo phì nhất trên thế giới". Trong video, người này tâm sự rằng, "Tôi đang sống ở Anh, quốc gia béo phì xếp thứ 33 trên thế giới. Hai tháng trước, tôi đã đến một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới, đó là Hoa Kỳ. Theo thống kê, cứ 3 người thì có một người bị thừa cân, và sau khi ăn ở nhà hàng của họ, tôi chắc chắn nếu còn tiếp tục sống ở nước Mỹ thì một ngày nào đó tôi sẽ giống như một con heo. Sau khi tôi trở về từ chuyến đi đó và một câu hỏi đơn giản trong đầu, nếu đây là thức ăn từ một trong những quốc gia béo phì nhất trên thế giới, vậy thì đồ ăn của Việt Nam, quốc gia có tỷ lệ béo phì 2,1% ít nhất trên thế giới sẽ như thế nào? Có rất nhiều người đã nói với tôi rằng đồ ăn Việt Nam rất ngon, nhưng tại sao với đồ ăn ngon thì phải khiến mọi người ăn nhiều hơn, nhưng ăn nhiều thì tại sao người dân ở đó lại ít béo phì đến như vậy? Điều này khiến tôi rất tò mò và tôi muốn biết tại sao con số này lại thấp như vậy. Vì vậy mà anh chàng này đã đặt vé đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Và đây là quá trình mà anh ấy trải nghiệm đồ ăn Việt Nam. Mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện của anh ấy nhé! Món đầu tiên anh chàng này thưởng thức chính là thịt bò. Anh ấy nhận xét, hương vị khá tốt với cái bụng trống rỗng của tôi. Vì vậy tôi đã hoàn toàn ngấu nghiến nó thật tuyệt vời. Khi tôi đi bộ qua các đường phố của Việt Nam, tôi nhận thấy rằng cho đến nay thực phẩm phổ biến nhất được bán là rau quả tươi. Và các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao lại khan hiếm hơn, đắt hơn một cách vô lý. Tiếp theo, anh ấy thưởng thức một ly sinh tố, anh ấy nói, "Trông có vẻ ngon đấy, người phụ nữ siêu tốt bụng này đã làm cho tôi một ly sinh tố chanh dây. Nó chỉ có 3 thành phần nên tôi không mong đợi nó có hương vị tuyệt vời, nhưng thật ngạc nhiên nó quá ngon." Anh ấy tiếp tục đi dạo trên đường phố Việt Nam rồi thốt lên, "Mọi người hãy nhìn xem, nơi này là một ngoại lệ so với phần còn lại của thế giới về vấn đề béo phì. Một điều quan trọng mà tôi nhận thấy là khi tôi ở Mỹ mà con phố tôi đi bộ xuống sẽ bị tắc nghẽn với vô số lựa chọn thức ăn nhanh. Nhưng tôi không thể nhìn thấy điều tương tự ở Việt Nam. Trên thực tế, ở Mỹ có tới 13.600 cửa hàng McDonald's, trong khi ở Việt Nam chỉ có 17. Tiếp theo, chúng ta có một số điều kỳ lạ. Hãy nhìn một bánh taco được làm từ giá đỗ và thịt lợn trên đường phố này. Và ở Việt Nam, chúng được gọi là bánh xèo. Tiếp đến, anh ấy đang đến một phòng tập thể dục ngoài trời. Và ở đây, anh ấy đã bắt gặp những người lớn tuổi đang tập thể dục và tỏ ra rất ngưỡng mộ. Cuối cùng, anh ấy vẫn thú nhận có một số thứ anh ta không thích ở Việt Nam. Đó là khẩu phần ăn rất nhỏ, ở Việt Nam đồ ăn vặt cơ bản là không tồn tại và những cửa hàng tương tự với cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ thì họ bày bán rau và trái cây tươi. Anh ấy đi đến kết luận, có lẽ điều này giải thích tại sao Việt Nam là quốc gia ít béo phì nhất trên thế giới. Bên dưới video có rất nhiều netizen đã bình luận bày tỏ sự đồng tình. Chúng ta cùng lắng nghe một vài câu chuyện của họ nhé. Tôi là người Mỹ gốc Việt và bạn nói rất đúng. Tôi đã từng ở một tháng ở Việt Nam, ăn hết mình và đi bộ khắp nơi. Cách tuyệt vời để giảm cân và vẫn thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Đánh giá cao sự sẵn lòng của bạn với tư cách là một người nước ngoài để thử tất cả các loại thực phẩm lạ. Ngay cả khi bạn không thích một số món đó, video tuyệt vời. Tôi vừa trở lại Việt Nam sau một thời gian tương đối dài đối với tôi ở Vương quốc Anh. Đồ ăn Việt Nam đối với tôi là không thể đánh bại. Nó chứa đầy rau và rất ít dầu, thịt và hải sản được nấu theo nhiều cách khác nhau khiến chế độ ăn uống của tôi luôn thú vị và hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ đối mặt với bài toán hôm nay ăn gì ít calo ở Việt Nam. Tôi vừa trở về từ Việt Nam 4 ngày trước và tôi có thể nói, cùng với khẩu phần ăn nhỏ hơn, họ cũng vận động rất nhiều, những người hoạt động tích cực nhất mà tôi thấy trước 5 giờ sáng. Các nhóm đàn ông và phụ nữ trung niên đều luyện công tập thể trong công viên và trên bãi biển, yêu những người ở đó, họ vừa vặn và gọn gàng như thế nào. Thực phẩm tốt nhất trên thế giới, tôi đã đến thăm Việt Nam vài năm trước và yêu thích các món ăn. Một đất nước tuyệt vời với những con người tuyệt vời.
Chúng tôi có vô số nhà hàng Việt Nam mới ở thành phố của tôi ở Vương quốc Anh và họ luôn bận rộn, món rau muống tuyệt vời. Xem xong chia sẻ của các bạn nước ngoài, tự dưng mình thấy vui và tự hào. Có đôi khi thì mình thấy những nước khác có này có kia mà Việt Nam mình cũng không bằng, thấy ganh tị và ngưỡng mộ họ. Mà mình lại quên mất rằng Việt Nam mình là đất nước vừa đẹp về cảnh quan, con người lại đôn hậu, ẩm thực thì ngon không chỗ chê, mà ăn thì lại không sợ mập nữa chứ. Các bạn thân mến, đó chỉ là một vài bình luận nhỏ trong số nhiều phản hồi của cư dân mạng nước ngoài về nền ẩm thực lành mạnh của Việt Nam. Chắc hẳn phải khiến cho không ít bạn khán giả quốc tế bất ngờ đấy. Thật ra thì từ lâu người Việt Nam đã được đánh giá là có vóc dáng thon gọn nhất thế giới. Hơn nữa thì ở Việt Nam, thực phẩm đặc biệt là rau xanh rất đa dạng. Người Việt thường có chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau xanh và ít sử dụng đồ ăn nhanh hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nếu so về chiều cao cân nặng, có thể vẫn thuộc hạng thấp bé thật, nhưng người Việt duy trì được vóc dáng cân đối và trẻ trung. Mà nói đâu xa, xưa nay cộng đồng mạng Trung Quốc không ít lần sốt sáng phân tích vì sao người Việt Nam đều rất gầy. Và cứ mỗi lần như thế thì họ thường cho rằng nhìn vào đồ ăn thấy ngay sự khác biệt lớn. Món ăn Việt không đơn thuần là món ăn mà còn là một vị thuốc. Món ăn Việt là sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương vì người Việt sở hữu nền văn minh lúa nước lâu đời. Cho nên từ đó đã khai sáng ra rất nhiều văn minh khác như kinh dịch, y thuật, ẩm thực. Đồ ăn Việt ngoài việc ít dầu mỡ còn có sự phối hợp của các loại thực phẩm làm cho dễ tiêu hóa và hạn chế các chất béo. Ví dụ dễ thấy nhất là ăn thịt mỡ với dưa hành. Chất axit trong dưa, hành muối trung hòa một phần chất béo trong dầu mỡ. Nước chanh đường thì axit trong chanh cũng trung hòa một phần đường. Hay ở đây các bạn có ai xem kênh bạn Hàn khá nổi tiếng là Jerry Hiri chưa ạ? Mình còn nhớ khi bạn ấy đưa mẹ qua Việt Nam du lịch, mẹ của bạn ấy luôn cảm thán là đồ ăn Việt Nam ngon như vậy sao họ không mập nhỉ? Rồi cũng thắc mắc khẩu phần nhỏ như vậy làm sao đủ no? Bản thân mình thì ăn khẩu phần ăn không nhiều, buổi sáng nhiều khi chỉ cần nửa ổ bánh mì hay cái bánh dây hoặc bánh giò là đủ, nhưng kèm phải là ly cà phê sữa hoặc nước mía, trái quýt. Trong quá trình làm việc trước buổi trưa thì luôn ăn vặt như bánh tráng, trái cây, bánh kẹo gì đó, cho nên nhìn chung thì cũng không phải là ít. Lượng thức ăn chảy đều nên cơ thể hấp thu tốt, không bị béo. Đó là sự hợp lý chứ không phải là khẩu phần ăn ít. Thế nên nhiều bạn netizen Việt Nam cũng chia sẻ như thế này. Ôi ẩm thực Việt Nam mãi đỉnh, tôi ăn nhiều nhưng vẫn gầy vì tôi ăn nhiều rau xanh từ bé. Người Mỹ béo phì là do thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt có ga. Tôi mà không ăn rau khoảng 2 ngày thì kiểu gì cũng bị nóng đau bụng, mặc dù thèm nhưng lười và bắt buộc phải bò đi mua rau. Nhìn thấy rau là thấy sự sống. Mình ăn mấy thức ăn nhanh của người nước ngoài đúng là tăng cân nhanh khủng khiếp. Đúng là như vậy đấy, người Việt Nam ta rất có ý thức về dinh dưỡng luôn chứ không phải là về thói quen ăn uống nhé. Điển hình bạn sẽ thấy, con bé khi bạn ăn cơm mà không ăn rau, bố mẹ bạn sẽ nhắc nhở và giáo dục ngay về lợi ích khi ăn rau và buộc bạn phải ăn. Đó là thói quen ăn lành mạnh được xây dựng trên nền tảng hiểu biết chứ không đơn giản. Chỉ tiếc là bây giờ ở thành phố hay thậm chí là ở quê, nhiều em học sinh ăn đồ ngọt và mỡ vô tổ chức, xong rồi chỉ học và ít chỗ chơi thể thao. Các em còn thường chơi game điện tử nên tỷ lệ béo phì cũng tăng lên 19% dân số Việt Nam rồi. Tuy nhiên, đồ ăn Việt Nam đa số là kết hợp rau củ hài hòa, không phải loại chiên rán dầu mỡ như Ấn Độ hay Trung Quốc. Cũng không đến nỗi giàu cholesterol như thức ăn nhanh của Mỹ. Tuy nhiên, nói gì cũng phải nói hai mặt. Ít béo thì tốt nhưng suy dinh dưỡng cũng không ít. Các chuyên gia dinh dưỡng nên làm nhiều video hướng dẫn cách chế biến món ăn để đủ calo giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, từ đó giúp nâng cao thể trạng và chiều cao người Việt. Nói tóm lại, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có quyền tự hào vì những đặc sản ẩm thực Việt Nam là một và chỉ một, không nhầm lẫn với bất kỳ món ăn của nước nào trên thế giới và ăn thỏa thích vẫn không thấy mập nhỉ. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn ơi, đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.